cuộc sống của Angela Chu, hiện tượng giao kéo việc lấy đại gia Thái Lan vẫn luôn nhận về nhiều sự quan tâm của dân mạng. Cô cũng không ngại chia sẻ chuyện được chồng yêu thương, chiều chuộng như bà Hoàng. Ví dụ điển hình và đáng chú ý nhất chính là việc đại gia Thái Lan xây nguyên một căn nhà mới cho vợ chỉ vì Angela than nhà cũ tối quá, không chụp ảnh được. Mới đây, Angela Chu đã tiết lộ một phần đã hoàn thiện của căn nhà đó là căn bếp. Được biết căn bếp của nàng dâu hào môn có diện tích 76 mét vuông với tổng chi phí đầu tư là 3,7 tỷ đồng, những con số đủ để dân tình chóng mặt rồi nhỉ. Angela Chu trong căn bếp mới Thế nhưng điều gây chú ý không chỉ dừng lại ở đó. Trong chia sẻ của mình, Angela Chu còn chốt lại bằng câu tâm sự mỏng nhưng chấn động, đúng chất dâu hào môn, do châu không giỏi nấu ăn nên châu chú trọng tâm trạng cũng như không gian nấu để giúp châu cố gắng hơn. Trước đó, Cô cũng liệt kê những món đồ hiện đại được ông xã sắm xanh cho căn bếp hay lý do chọn tôn đen vì bếp ở Việt Nam màu trắng và nhanh bẩn. Căn bếp rộng 76 mét vuông vuông với tôn màu đen. Cho những ai thắc mắc khả năng nấu nướng của Angela Chu ra sao mà tự nhận không ngon, thì đây là những mâm cơm gia đình cô nàng từng chia sẻ. Ngon lành, bắt mắt đến độ nhìn thôi cũng muốn ăn ké rồi đây này. Những mâm cơm được Angela Chu bày biện chỉnh chu, để co đẹp mắt. Thế này mà nàng dâu hào môn còn thang không giỏi thì hội gái đoạn phải làm sao bây giờ? Ảnh, Facebook nhân vật